Tinh Hà Sơn Hạn ngày càng kịch tính, chị Lộ Tư cởi áo trị thương cho Ngô Lỗi sau màn anh hùng cứu mỹ nhân. Mở đầu chậm rãi nhưng càng về sau, tình tiết trong Tinh Hà Sơn Hạn vô cùng bánh cuốn. Ai chê chị Lộ Tư không hợp với Ngô Lỗi nữa cơ chứ? Tựa phim cổ trang Tinh Hà Sơn Hạn của đạo diễn Phi Trần Tường do Ngô Lỗi và chị Lộ Tư đóng chính đang liên tục chứng minh sức hút của mình. Mở đầu khá chậm rãi, nam chính xuất hiện với tần suất cực thấp, nhưng kể những tập tiếp theo trở đi, mọi thứ đã bắt đầu vào nhịp. Câu chuyện giữa Trình Thiếu Thương và Lăng Bất Nghi trở nên kịch tính và cực kỳ lôi cuốn người xem. Sau những tiếp xúc thân mật trong màn cưỡi ngựa cười ra nước mắt ở những tập trước, Tinh Hà Sơn Hạn tập mới nhất mang đến một khía cạnh khác của Trình Thiếu Thương chị Lộ Tư, đồng thời tạo cơ hội để mỹ nhân cởi áo trị thương cho tướng quân oai dũng Lăng Bất Nghi Ngô Lỗi, giúp đôi trẻ gia tăng thêm hảo cảm. Ở diễn biến mới nhất, Trình Thiếu Thương đã nghe lời thân mẫu theo tam thúc đến nơi y nhậm chức. Khi xe ngựa băng qua một cánh rừng nhỏ bất ngờ gặp phải bọn cướp cường hãm, tam thúc mẫu không may bị thương. Chính ngay lúc tứ nương tử cảm thấy hoảng loạn bất an, may thay Lăng Bất Nghi kịp thời xuất hiện giúp Thiếu Thương đỡ mũi tên suýt lấy mạng nàng. Trải qua chuyện kinh hồn bạt vía, tứ nương tử cũng đã thể hiện sâu sắc thời cục hiện nay, biết được trong lúc thời cục biến động, mạng người bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Thúc mẫu nói với nương tử, thời thế loạn lạc mang người như cỏ rác, bảo vệ một người vì bản thân, bảo vệ được vạn người mới là thiên hạ. Cho nên năm xưa Trình Thủy Quách Đào và Tiêu Nguyên Y Tăng Lê mới nỡ rời xa Thiếu Thương để bôn ba chiến trường, gió tanh mưa máu. Bởi vì chỉ có thể như vậy mới có thể kết thúc cảnh loạn lạc, mới có thể bảo vệ được muôn dân. Nay tứ nương tử và thúc mẫu trốn ở một trại viện, bên ngoài đạo tặc như hổ đói rình mồi. Họ chỉ có thể cố gắng hết sức kéo dài thời gian đợi trở viện quân đến. Nhóm người của Thiếu Thương đã đợi nhiều ngày liền nhưng cứu binh vẫn chưa thấy đâu. Điều này thậm chí khiến người xem còn cảm thấy tự tuyệt thầy họ. Khi Thiếu Thương mở cửa lớn chuẩn bị quyết chiến sống còn với bọn cướp, liền nhìn thấy bóng dáng oai vệ của Lăng Bất Nghi cùng binh mã thuộc hạ đang tiến đến. Sự xuất hiện kịp thời của y đã giải vây cho hiểm cảnh của tứ nương, nhưng các tướng sĩ cũng thương vong nặng nề. Tứ nương tử không thể chịu được cảnh chật vật đó của họ, liền đề nghị với Lăng Bất Nghi hãy để nàng chăm sóc cho binh sĩ bị thương. Lăng Bất Nghi suy nghĩ chốc lát liền đồng ý, vì bản thân đã bị thương nên y cũng ở lại. Không thể để vết thương của tướng quân chuyển biến nặng hơn, Thiếu Thương tự tay xử lý vết thương cho y. Chị Lộ Tư và Ngô Lỗi liên tục tạo ấn tượng với khán giả. Đạo diễn Phí Trần Tường với tác phẩm lần này phải công nhận sự khéo léo và chỉn chu trong từng thước phim do ông chỉ đạo. Mỗi một tập phim qua đi như nhìn thấy một khía cạnh mới của Trình Thiếu Thương chị Lộ Tư trong Tinh Hà Sán Lạn, có lẽ đã khiến không ít fan hâm mộ cảm thấy vui mừng cho sự khác biệt tiến bộ không ít với vai diễn lần này. Nếu như mở đầu Lộ Tư thể hiện một nàng tiểu thư nhà Tường bất kham, bày đủ trò vật và khiến cho trưởng bối đau đầu, thì sau đó mới thấy được sự mạnh mẽ trong trái tim bé nhỏ, mong manh thiếu thốn tình thương. Tuổi còn nhỏ, nhưng những gì trải qua đã giúp tôi luyện một cô gái có ý chí kiên cường đến mùi lòng. Bị ghẻn hạnh nàng không để tâm, bị bà đói nàng sẽ tìm cơ hội ăn bù, bị ức hiếp sẽ ăn miếng trả miếng, tự làm tự chịu. Nếu bản thân Thiếu Thương không làm gì sai nhất định sẽ không nhận lỗi về mình. Những chuyển biến tâm lý được Lộ Tư thể hiện khá tròn trịa. Tuy diễn xuất vẫn chưa thực sự bùng nổ, nhưng vẫn đủ để khiến khán giả phải chạnh lòng mỗi khi thấy niềm khao khát tình thương mẫu tử, dù chịu sự hà khắc quá mức. Dù bị cho rằng hình tượng nhân vật này vẫn không có gì đặc sắc hơn so với những vai tưởng tượng trước đây, nhưng nếu thực sự đã nhập tâm theo dõi phim và cảm nhận, chắc chắn người xem sẽ thấy sự khác biệt. Tái hợp sau Trường Ca Hành, cả hai đã phối hợp rất ăn ý khi có cơ hội trở thành phu thê. Nghi vấn trên ép bạn diễn, Ngô Lỗi của chị Lộ Tư bỗng dưng bị đem ra bản tán xôn xao. Tuy nhiên nhân vật xuất hiện đầu phim là Ngô Lỗi. Nội dung phim đang được cải biên gần như bám sát nguyên tác nên không khó hiểu. Khi trong những tập đầu tiên đất diễn của Ngô Lỗi ít hơn chị Lộ Tư. Lại là tới nhan sắc của Ngô Lỗi, vốn dĩ em trai quốc dân, không xếp vào top những nam thần màn ảnh, nhưng diện mạo cực kỳ phù hợp với những vai diễn tướng quân, nhờ đường nét khuôn mặt góc cạnh và nam tính. Nổi bật nhất trong nội diễn của Ngô Lỗi mà ai cũng có thể nhận thấy ngay đó chính là ánh mắt có thể biểu đạt cảm xúc. Mỗi khi Ngô Lỗi nhìn Lộ Tư lại khiến dân tình đánh rơi vài nhịp tim. Trong thời gian qua, vấn đề phim cổ trang sử dụng ngựa giả đã trở thành cái gai trong mắt cộng đồng yêu thích thể loại này. Thật đã mắt khi thấy Ngô Lỗi thể hiện khả năng cưỡi ngựa điêu luyện và thậm chí khiến bạn diễn phải một phen sợ phạt khiếp. Tinh Hà Sơn Hạn đã được đầu tư rất chỉn chu, đoàn phim dùng tâm huyết để mang đến một tác phẩm đáng xem cho khán giả trong dịp hè 2022. Nếu xem phim có thể khiến cho bạn cùng khóc cùng cười với nhân vật, đồng cảm với số phận của họ và nhận ra những thông điệp ẩn sau, những câu thoại hành động của nhân vật đã phần nào chứng tỏ bước đầu thành công chinh phục được khán giả. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog.
Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.